Mời quý vị và các bạn theo dõi mục An toàn giao thông của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, nhằm kiềm chế tai nạn giao thông và ngăn chặn xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông, 3 tháng đầu năm 2024, các lực lượng chức năng đã tập trung xử lý vi phạm ở 5 nhóm chuyên đề gồm vi phạm nồng độ cồn, ma túy, chở hàng quá khổ, quá tải, cơi nới thành thùng xe, chạy xe quá tốc độ quy định, vi phạm quy định về tránh vượt phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông và sử dụng giấy tờ giả liên quan đến người và phương tiện. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử phạt trên 4.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt với số tiền khoảng 14,6 tỷ đồng, tạm giữ trên 2.000 phương tiện và tước 965 giấy phép lái xe. Trong đó đã phát hiện lập biên bản đối với 273 trường hợp xe quá tải trọng, phạt tiền trên 1 tỷ đồng, phát hiện và xử lý trên 1.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền trên 7 tỷ đồng, xử lý 3 trường hợp vi phạm về ma túy. Về vi phạm tốc độ, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 746 trường hợp, phạt với số tiền trên 950 triệu đồng, đã phát hiện và xử lý 73 trường hợp vi phạm về vi phạm đường thủy. Bên cạnh đó, lực lượng thanh tra giao thông đã thường xuyên phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị quản lý đường bộ tuyên truyền, nhắc nhở đối với các vi phạm hành lang an toàn giao thông. Theo đó đã phát hiện và xử lý hành chính đối với 9 trường hợp, phạt với số tiền gần 38 triệu đồng, đã tước 2 giấy phép kinh doanh vận tải. Thưa quý vị và các bạn, vào khoảng 14 giờ 30 phút chiều ngày 25 tháng 3, trên quốc lộ 39 đoạn qua khu vực Dốc Lã, xã Bảo Khê, thành phố Hưng Yên, xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con mang biển kiểm soát 30U6190 và xe bồn chở bê tông mang biển kiểm soát 89C07551. Theo người dân tại khu vực trên chứng kiến sự việc và cho biết, hai ô tô trên đang di chuyển cùng chiều hướng từ thành phố Hưng Yên lên Kim Động thì xảy ra tai nạn. Vụ va chạm khiến đầu xe con hư hỏng khá nặng, xe bung túi khí, phần đuôi xe bồn thì hư hỏng nhẹ, rất may không có thiệt hại về người. Việc không tuân thủ quy tắc giao thông của một bộ phận người dân khi đi qua những điểm giao cắt đường bộ đường sắt là nguyên nhân chủ yếu gây ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để chấn chỉnh vấn nạn này, đòi hỏi các giải pháp đồng bộ từ phía cơ quan chức năng, chính quyền địa phương, nhất là sự chủ động nâng cao ý thức của mỗi người dân. Tỉnh Hưng Yên hiện có trên 18 km đường sắt chạy qua thuộc tuyến Gia Lâm - Hải Phòng với hai ga Lạc Đạo và Tuấn Lương. Chạy qua địa bàn 8 xã, thị trấn có mật độ dân cư đông của huyện Văn Lâm nên có rất nhiều đường ngang và đường dân sinh cắt qua. Những lối đi dân sinh mọc lên, những đường ngang qua đường sắt là mối nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông đường sắt trong thời gian qua. Nhất là ở những khu vực đông dân cư, nhà máy, hiện toàn tỉnh vẫn còn tồn tại 49 đường ngang, đường dân sinh, trong đó có 14 đường ngang được cấp phép. Số còn lại là lối mở tự phát nên tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Để giảm thiểu tai nạn giao thông trên tuyến đường sắt, nhiều địa phương đã thành lập các tổ tự quản để điều tiết giao thông tại các đường ngang và đã phát huy hiệu quả. Nếu như năm 2022 xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đường sắt khiến 2 người thiệt mạng, thì năm 2023 và 3 tháng đầu năm 2024 chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 xe ô tô hư hỏng. Tai nạn giao thông đường sắt là hàng năm nào cũng có, nhưng mà từ khi mà thành lập cái tổ tự quản chúng tôi, cựu chiến binh hư là quản lý là hạn chế rất là nhiều. Khi mà có cái bảng giờ tàu đưa cho cái tổ tự quản này là anh em là theo cái giờ tự quản là theo cái giờ tàu chứ không phải nào hoạt động thường xuyên. Cứ anh em là ra chủ động ra trước là 10 đến 15 phút bảo đảm là hạ các chắn. Hiện nay trung bình mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu khách tàu hàng chạy qua địa bàn các xã thị trấn thuộc huyện Văn Lâm. Thế nhưng theo quan sát, nhiều điểm giao với đường tàu do bị khuất tầm nhìn nên nếu lái xe không chú ý quan sát, không nghe tiếng còi tàu thì rất khó biết được đoàn tàu đang đến gần, tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông đường sắt, thời gian qua các ngành chức năng đã quyết liệt xóa bỏ hơn 30 đường ngang, lối đi dân sinh, cứng hóa 27 vị trí đường ngang trọng yếu. Trên tuyến của đơn vị quản lý thì cũng một hàng năm thì cũng có 1-2 vụ. Để mà đảm bảo tuyệt đối an toàn cho tính mạng bản thân mình thì tất cả mọi người khi đã có tín hiệu tàu tới của nhân viên gác chắn đường sắt thì mọi người nên đứng trước cái barrier gác chắn cách xa ít nhất khoảng 5 mét để bảo an toàn. Các ngành chức năng cần tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn các hộ dân sống gần đường sắt thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường sắt. Lực lượng công an đẩy mạnh công tác kiểm tra, phát hiện xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông đường sắt theo quy định nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật an toàn giao thông cho cộng đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, Mục An toàn giao thông hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.